Với những đường xoắn đầy ma mị, bố cục dị thường và sắc vàng nổi bật trên nền xanh đen, bức tranh đêm đầy sao, tên tiếng Anh là Starry Night của danh họa nổi tiếng người Hà Lan Vincent van Gogh, là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và được yêu thích nhất mọi thời đại. Đằng sau bức họa đầy ấn tượng này cũng có rất nhiều câu chuyện và chi tiết thú vị có thể bạn chưa biết xoay quanh cuộc đời Van Gogh và bối cảnh ông tạo nên bức tranh này. Không may là vào những năm thập kỷ 80 của thế kỷ 19, Van Gogh gặp phải vấn đề về thần kinh nên ông phải nhập và điều trị tại trại thương điên ở Saint-Rémy-de-Provence, miền nam nước Pháp. Nhưng cũng chính tại đây, vào một đêm mùa hè tháng 6 năm 1889, Van Gogh đã vẽ nên bức tranh mà chính ông cũng không ngờ rằng sau này trở thành một trong những bức tranh thành công và nổi tiếng nhất của ông. Cách thức làm việc chủ yếu của Van Gogh là qua sự quan sát, vì thế mà ông thường vẽ những gì ông thấy xung quanh mình. Bức đêm đầy sao này đại khái chính là những gì ông thấy qua khung cửa sổ của phòng bệnh và hình ảnh ngôi làng được dựng lại từ trí nhớ của ông trong một dịp đi dạo xung quanh bệnh viện. Trong một bức thư Van Gogh gửi cho Theo, người anh trai của mình, ông nói rằng nguồn cảm hứng cho bức Starry Night là khi ông quan sát một khung cảnh làng quê ngay trước bình minh dưới ánh trăng và ngôi sao rất lớn. Van Gogh đã nói về bức tranh Starry Night của mình như sau: khi ngước nhìn lên những vì sao làm cho tôi có cảm giác như mình đang mơ. Tôi tự hỏi có khi nào chúng ta có thể chạm tới những vì sao trên trời, như thể những nốt đen giao điểm trên bản đồ nước Pháp. Tương tự như chúng ta bắt đầu đi đến Tarascon hay Khôn, chúng ta rời khỏi trần gian để vươn tới những vì sao. Van Gogh đã vẽ một nhóm cây bách ở phía trực diện của bức tranh, rất có thể là ám chỉ mối liên hệ từ cái chết và những ngôi mộ ở nghĩa trang. Tất cả mọi thứ đang xảy ra với Van Gogh, tình trạng sức khỏe tâm thần và lời di chú của Van Gogh, như vừa mới nêu, đã gợi ý cho chúng ta một cái nhìn khác về chủ đề thực sự của bức tranh đêm đầy sao này, đó chính là cái chết của một người trần. Thực ra Van Gogh đã có vẽ một bức đêm đầy sao khác vào năm 1888, khi ông đặt chân tới nước Pháp và rất muốn vẽ để miêu tả vẻ đẹp của những đêm đầy trăng. Khác với bức tranh kia, bức Starry Night này có nền là khung cảnh bờ sông Rhône. Vì thế bức tranh này còn thường được nhắc tới bằng cái tên Đêm sao trên sông Rhône, Starry Night over the Rhône. Tuy nhiên thì bức tranh đêm đầy sao thứ hai mà ông vẽ một năm sau đó lại trở nên nổi tiếng hơn. Theo như nhà lịch sử nghệ thuật học Albert Boyne của Đại học bang California, Van Gogh thực ra đã vẽ sao Kim trong bức Starry Night. Vào năm 1985, ông đã so sánh bức họa với hình ảnh thiên văn được tái dựng lại trên bầu trời chính xác vào đêm 1 tháng 6 năm 1889, thì thấy có sự giống nhau đến không ngờ. Vì thế chúng ta có thể kết luận rằng Van Gogh đã vẽ sao Kim mà không hề biết. Bức đêm đầy sao của Van Gogh được đặt vào trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại tại Manhattan, New York từ năm 1941. Để có được bức tuyệt họa này, Bảo tàng MoMA đã phải trả một khoản tiền rất lớn bằng cách bán đi 3 bức họa khác từ bộ sưu tập của nhà sáng lập bảo tàng là bà Lily Peebles. Vợ của anh trai Theo của Van Gogh là bà Johanna Regina van Gogh Ponger đã có công lớn trong việc quảng bá những tác phẩm của Van Gogh và khiến chúng trở nên nổi tiếng. Bà đã mở ra nhiều cuộc triển lãm để giới thiệu các tác phẩm của Van Gogh mà bà đã thừa hưởng từ chồng bà sau khi Van Gogh qua đời vào năm 1890, chỉ một năm sau bức đêm đầy sao chúng ta chiêm ngưỡng ở đây. Trong khi Van Gogh có thể quan sát và mô tả bầu trời đêm từ khung cửa sổ phòng bệnh, ông không thể nhìn thấy ngôi làng Saint-Rémy. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định vẽ hình ảnh ngôi làng trong bức đêm đầy sao. Có tư liệu cho rằng Van Gogh đã vẽ ngôi làng này từ trong trí nhớ, có một dịp đến thăm ngôi làng kế bên, hoặc có thể đã lấy cảm hứng từ đất nước Hà Lan, nơi ông sinh ra và lớn lên. Mặc dù khung cửa sổ phòng bệnh nơi Van Gogh quan sát bầu trời đêm có nhiều khung chắn,
Van Gogh đã loại bỏ những khung cửa sổ đó ngoài bức tranh, tất nhiên là để bức tranh đẹp và hấp dẫn hơn. Van Gogh đã từng viết thư cho anh trai Theo và nói rằng qua khung chắn cửa sổ em có thể thấy một góc của cánh đồng lúa mạch, mà trên đó em được ngắm nhìn ánh bình minh rực rỡ mỗi buổi sớm mai. Qua đó chúng ta thấy bằng cách loại bỏ và thêm bớt một số chi tiết không có thực, Van Gogh đã đạt được mục tiêu của mình là vẽ nên những hình ảnh tươi đẹp nhất. Nếu chúng ta ngắm nhìn bức tranh đêm đầy sao một lúc thì sẽ có cảm giác là những vì sao đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Lý do là vì đó là cách mà bộ não của chúng ta tiếp nhận hình ảnh ánh sáng và chuyển động được mô tả trong bức tranh. Chúng ta có thể thấy là sự tương phản giữa màu xanh đen và màu vàng tạo ra cảm giác những ngôi sao đang phát sáng. Thật khó có thể tin rằng một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới này lại bị chính tác giả Van Gogh tự nhận rằng đó là một sự thất bại. Van Gogh cho rằng bức tranh đêm đầy sao này đi quá xa khỏi những hình ảnh thực tại của cuộc sống và thiên nhiên, hay nói cách khác là bức tranh này quá trừu tượng. Nhưng lạ thay, khán giả lại không cảm thấy như vậy. Những chi tiết trong bức tranh thực sự đẹp và sống động. Ấn tượng nhất là khung cảnh bầu trời đêm với những đường xoắn màu xanh và vàng đầy ấn tượng. Mặt trăng và những vì sao tỏa sáng như những viên ngọc trên bầu trời đêm. Chúng ta cũng có thể nhận ra những khóm cây bách và khung cảnh ngôi làng phía đằng xa, thậm chí là những ngôi nhà tranh và một ngôi nhà thờ. Về tổng thể thì bức tranh được bố cục thật hài hòa và những chi tiết được sắp đặt rất kỹ lưỡng. Dù sao thì bức tranh Starry Night đã cho chúng ta cảm nhận được rằng Van Gogh rất yêu thích vẽ bầu trời đêm, vì ông cho rằng về đêm thì mọi vật trở nên sống động và màu sắc hơn là ban ngày. Tiếc rằng Van Gogh đã qua đời quá trẻ, mới chỉ dừng lại ở tuổi 37, nhưng ông đã để lại một dấu ấn nghệ thuật lớn cho nhân loại với một kho tàng nghệ thuật khoảng 2.100 tác phẩm, trong đó 860 bức là tranh sơn dầu, tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm cuối của cuộc đời mình.